Vy Thi. Ủa Hana, sao đứng ở đây chi vậy? Tôi đứng đây đợi bà nãy giờ á. Đợi tôi? Có chuyện gì không? Tại vì tôi có chuyện nhờ bà giúp. Thì nhờ cái gì thì nhờ đi. Nhưng mà cái chuyện này tôi sợ nói ra làm phiền bà lắm. Có gì đâu, được thì tôi cứ giúp hết mình mà. Bà sẽ giúp tôi đúng không? Ừ. Vậy thôi tôi nói nha. Nói đi. Thực ra thì tôi thích Winner lâu rồi. Nhưng mà tại vì tôi không có dám nói. Tôi ngại á. Với lại trong nhóm là chỉ có nhờ được mình bà. Gina với lại bà là thân với Winner nhất. Nhưng mà tôi đâu có thể nào nhờ Gina được đâu. Cho nên là bà giúp tôi được không? Vậy bà muốn tôi giúp gì? Bà chỉ cần giúp tôi, giúp cho Winner thích tôi là được rồi. Cái này... Bà giúp tôi đi Việt Thi. Hồi đó gia đình bà khó khăn á, tôi cũng giúp bà chứ bộ. Hay là bà không có thích chuyện tôi thích Winner, hoặc là bà không có muốn giúp tôi. Không phải đâu Anna. Chỉ là tôi không biết phải giúp như thế nào mới được nữa. Thì bây giờ bà hẹn Winner đi chơi riêng với tôi là được rồi. Nếu như mà bây giờ hẹn đột ngột quá, tôi không biết Winner có đồng ý không nữa. Tôi nghĩ không sao đâu. Tôi tin là bà làm được mà. Giúp tôi đi Việt Thi. Cảm ơn bà nha. Tôi biết bà là người tốt mà. Ủa Vy Thi. Ông chờ tôi có lâu không? Cũng không lâu. Mà hôm nay bà không phải đi học hay sao mà hẹn tôi ra đây? Cái gì vậy? Hôm nay chủ nhật mà. Ha, tôi quên mất. Hello hai người. Ủa, có Hana nữa hả? Thì tại bà nói ở nhà buồn, cho nên tôi rủ bà theo cho vui á. Winner có ngại không? Không, không sao. Càng đông càng vui mà. Dạ alo. Ở gì ạ? Ở con về liền. Dạ. Xin lỗi hai người nha. Mẹ tôi kêu là hàng hóa nặng quá, cho nên tôi phải về phụ mẹ. Thôi, hai người lại chơi vui vẻ nha. Bye bye, tôi về trước. Bye bye. Về an toàn nha. Thôi ngồi xuống đi mình ạ. Ngồi. Vì thi bà lúc nào cũng bận hết trơn á. Không đi học thì lại bắt đầu đi kiếm tiền phụ mẹ. Kiếm tiền phụ mẹ xong lại đi trả nợ. Chả hiểu sao lúc nào bà cũng vui tươi được như thế á. Vì thi mà, lúc nào lại không cười. Nhưng mà ở nhà ông có anh em gì không? Tôi là con một. Vậy chắc được cưng lắm ha. Ừ. Ở nhà thì tôi cũng là con một. Mà được cưng thì được cưng thiệt. Nhưng mà chán lắm. Đi đâu cũng lủi thủi con mình à. Ủa? Vậy ở trường bà không có bạn à? Thì có, nhưng mà tôi không có thân với ai hết á. Cho nên là có nhiều chuyện muốn chia sẻ nhưng mà không biết chia sẻ với ai. Sáng giờ hai em ăn gì chưa? Nè, cho em nè. Cho hai em này luôn nè. Ủa? Ủa, sao bà tốt quá vậy? Thì tại tôi nói với ông rồi đó, nhà tôi là con một. Cho nên là nhiều lúc tôi cũng muốn có một đứa em lắm. Mà tại vì mẹ tôi sinh khó, sức khỏe yếu, cho nên là nhìn mấy đứa nhỏ vậy tôi thấy thương. Tôi không ngờ là bà lại có hoàn cảnh như vậy á. Mỗi nhà mỗi cảnh mà. Mà thôi, bà đừng có buồn. Bà còn có tụi tôi nữa mà.